Nghị định 117/2020/NĐ-CP sẽ được áp dụng vào ngày 15 tháng 11 sắp tới. Quy định người có hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Ép buộc uống rượu bia sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Vậy làm sao để chứng minh được việc có người ép buộc hay dụ dỗ mình uống rượu bia? Cơ quan chức năng nào sẽ xử phạt? Quy trình của việc phát hiện xử lý thế nào? Tại vì nếu mà xử phạt thì bằng chứng là gì? Là ghi âm lại cái việc người ta rủ dê mình hả? Cái đấy đưa ra nó hơi kỳ. Cái việc mà ghi âm lại cái việc mà họ mời mình uống bia uống rượu hay không ấy thì rất là khó để mà thu thập để mà xác định cái đấy. Thế nên là cơ sở để mà phạt thì cũng anh nghĩ là khó. Vì cái đơn vị mà mình muốn tố cáo ấy, nó cũng rất là cũng chưa biết là tố cáo ở đâu. Tôi nghĩ tặc lưỡi cho qua đi. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, Thịnh Bích, Lean Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Tặc lưỡi cho qua là cách mà đa số người đều chọn khi được những người thân thiết mời hay ép uống rượu bia. Kể cả khi muốn tố giác bạn nhậu thì cũng là một việc rất khó xảy ra. Trừ người tố giác có ý đồ trước để chuẩn bị các phương tiện ghi âm, ghi hình để có thể làm căn cứ cho các cơ quan chức năng xử phạt. Còn nếu báo tin để xử phạt, bắt quả tang thì gần như là việc hy hữu. Theo các luật sư, cần phải có hướng dẫn chi tiết hơn, chỉ rõ thế nào là hành vi lôi kéo, kích động, xúi giục người khác uống rượu bia, lôi kéo đến mức nào thì bị xử phạt. Tôi cho rằng là đã là rất khó bởi vì luật chưa quy định rõ thế nào là ép buộc, thế nào là xúi giục, thế nào là lôi kéo. Tất nhiên nếu nói mà chúng ta hiểu một cách thông thường thì ép buộc là phải dùng những cái tác động lời nói, đúng không? Rồi tinh thần, rồi hành động để ép người khác gây một cái tác động gì đó để người khác phải xúc động, mãnh liệt và phải làm theo cái việc mà người ta tác động đó. Còn theo vụ pháp chế Bộ Y tế, thành viên ban soạn thảo luật phòng chống tác hại rượu bia, quy định không có nghĩa, cứ đưa ra là phải xử lý. Đây là việc thể hiện sự lên án mạnh mẽ, ép buộc, xúi giục, lôi kéo người khác uống rượu bia, nhằm định hướng hành vi để người dân có ý thức hơn. Khi luật đưa ra là nó đã mang cái tính chất, nó gọi là giáo dục, thuyết phục, tức là điều chỉnh cái hành vi của chúng ta. Là cái này là nhà nước người ta không cho phép, thì ta phải thực hiện nghiêm nó. Nhưng mà nếu như cái uống đấy mà nó lại trở thành cãi vã nhau, nó trở thành gây ra các cái tai nạn, rồi nó đấm đá nhau, thậm chí nó đâm chém nhau dẫn đến chết người, rằng nó do cái cưỡng ép nhau uống, thì lúc đó người ta sẽ quy kết cái trách nhiệm của các cái hành vi vi phạm và người ta sẽ có cái cơ chế để người ta xử lý. Sắp tới, Nghị định 117 sẽ được kỳ vọng sẽ tạo ra một nếp sống mới trong xã hội, là uống rượu bia theo nhu cầu, sở thích, thói quen thay vì bị mời, bị ép buộc. Nhưng có lẽ sẽ cần có những hướng dẫn cụ thể hơn để đi vào cuộc sống.